Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giá đỗ là một loại thực phẩm thuộc họ nhà mầm được rất nhiều người ưa chuộng, bởi vì hàm lượng dinh dưỡng của loại thực phẩm này rất cao. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa hiểu rõ về cách ăn giá đỗ như thế nào cho đúng cách, thế nên không khác gì là nạp chất độc vào người. Vậy ăn giá đỗ như thế nào cho đúng và những công dụng của giá đỗ là gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Những sai lầm khi ăn giá đỗ. 1. Ăn khi bụng đói. Do giá đỗ mát nên những người có biểu hiện chân tay lạnh, đau nhức, đi ngoài phân lỏng thì không nên ăn. Bởi nếu ăn vào, tính hàn trong giá đỗ sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. Chưa kể, ăn giá đỗ khi đói bụng không tốt cho dạ dày. 2. Giá đỗ xào gan. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không nên xào giá đỗ với gan bởi chúng kỵ nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích giá đỗ có rất nhiều vitamin C. Nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hóa và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng. 3. Ăn giá đỗ sống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giá đỗ ngon nhưng có nguy cơ ngộ độc cao. Chưa kể giá đỗ được ngâm ủ không đúng quy trình, không đảm bảo vệ sinh. Thông thường, ta cũng có thể ăn giá sống với các món rau như bún, phở. Tuy vậy, theo nghiên cứu, ăn giá sống có thể tăng nguy cơ nhiễm các loại vi sinh vật, vi khuẩn vào cơ thể. Vì vậy, khi dùng giá nên trần qua nước sôi, rửa hoặc ngâm nước sạch kèm theo ít muối. 4. Ăn giá đỗ thường xuyên. Giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất dinh dưỡng. Nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường chỉ là ngâm, ủ truyền thống thì nó rất sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, hiện nay vì lợi ích kinh tế, người làm giá đỗ bán thường sử dụng một số loại kích thích để tăng năng suất. Vì vậy, nếu ăn giá đỗ bẩn trong thời gian dài sẽ rất nhiều hệ lụy. Trong đó, phải kể tới bệnh nguy hiểm như ung thư. Người bệnh đang sử dụng một số loại thuốc nhất định nên hạn chế ăn giá đỗ. Do trong giá đỗ có khả năng chống oxy hóa và khử độc các gốc tự do trong cơ thể. Khi uống thuốc mà ăn giá đỗ, tác dụng của thuốc sẽ bị mất đi, không còn hiệu quả. Vâng, bạn chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ mà chúng tôi vừa nêu trên đây thôi, là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng giá đỗ được rồi. Vậy những công dụng tuyệt vời của giá đỗ mà tôi vừa nói là gì? Thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi clip để biết rõ hơn. Những công dụng tuyệt vời của giá đỗ. Giá đỗ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khi ăn. Trong giá có chứa nhiều loại vitamin khác nhau cùng các khoáng chất amino acid, protein, hỗ trợ như một loại thực vật có ích cho cơ thể. Khi ăn nhiều giá, lượng hormone nữ sẽ được hỗ trợ tăng cao hơn do chứa một lượng tế bào tăng cường và nguyên tố vi lượng. Đặc biệt, trong giá còn có rất nhiều omega 3 giúp chống oxy hóa hiệu quả, thúc đẩy phát triển nội tiết tố nữ, sản sinh estrogen cao hơn. Giá lành tính có khả năng giải độc cho cơ thể nhờ các gốc tự do có trong giá đỗ, có thể đẩy lùi được các độc tố còn tồn đọng trong cơ thể, kể cả thạch tín. Ăn giá còn giúp thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, thông tiểu và giải khát rất hữu hiệu. Các chứng bệnh rối loạn tiêu hóa khi ăn giá luộc, nước luộc cũng sẽ giúp nhuận tràng hơn, giải rượu tốt hơn. Giá cũng rất tốt cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai và phụ nữ hiếm muộn, để có thêm cơ hội thụ thai, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Giá đỗ là nguồn cung cấp vitamin C rất lớn, đặc biệt hữu ích trong việc chống lại các dấu hiệu và triệu chứng của căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Giá đỗ hỗ trợ trong việc thiếu máu. Giá đỗ rất giàu chất sắt, đóng vai trò chính trong quá trình tổng hợp hemoglobin, protein có trong hồng cầu. Chúng cũng đặc biệt giàu vitamin C, giúp tăng cường hấp thu sắt từ ruột. Do đó, giúp ngăn ngừa hoặc điều trị thiếu máu do thiếu sắt, tốt cho tim mạch. Tác dụng giá đỗ mang đến là lợi ích cho tim mạch. Vitamin K có trong giá đỗ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của canxi trong mạch máu, nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh tim mạch hiện nay. Xương chắc khỏe hơn. Mangan trong giá đỗ kết hợp với canxi, vitamin D, magie, kẽm, đồng và boron đã cho thấy cải thiện khung xương ở phụ nữ, do đó làm giảm nguy cơ loãng xương, giảm táo bón. Do hàm lượng chất xơ cao, giá đỗ có thể giúp cải thiện nhu động ruột và làm giảm các dấu hiệu táo bón, giảm triệu chứng liên quan đến mãn kinh. Giá đỗ rất giàu phytoestrogen, có hoạt tính giống như estrogen. Đó là lý do tại sao chúng có thể giúp làm giảm nhiều triệu chứng liên quan đến mãn kinh, là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen. Phytoestrogen được tìm thấy trong giá đỗ cũng có hiệu quả trong việc chống lại bệnh loãng xương liên quan đến mãn kinh.
chống lão hóa da. Đây là một trong những tác dụng giá đỗ mang đến cho cơ thể, khiến nhiều người bất ngờ. Người ta đã chứng minh rằng phytoestrogen có trong giá đỗ có tác dụng với một số thụ thể estrogen có trong da, kích thích sự tổng hợp axit hyaluronic, collagen và elastin, là thành phần quan trọng của cấu trúc da. Do đó, việc tiêu thụ thường xuyên giá đỗ xanh có thể giúp ngăn ngừa nhiều thay đổi liên quan đến tuổi tác, bao gồm cả độ đàn hồi và mất độ ẩm, nám da. Vâng, như vậy thì những công dụng của giá đỗ thật là tuyệt vời đúng không ạ? Hy vọng là với những cái thông tin mà chúng tôi vừa mới đưa ra trên đây thì quý vị có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể tận dụng được tuyệt đối những công dụng của giá đỗ. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại ở những clip lần sau.